Sau quãng thời gian hội ý và đánh giá, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam đã quyết định lựa chọn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm địa điểm tập huấn chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của mình tại vòng loại World Cup 2022. Sở dĩ đội tuyển Việt Nam lựa chọn tỉnh miền Trung này là bởi nơi đây có khí hậu khá tương đồng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tranh tài. Thêm vào đó, cơ sở vật chất tại sân vận động Quy Nhơn cũng đáp ứng được cho việc tập luyện của toàn đội. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại đây vào ngày 10 tháng 5 tới.